Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần Điểm tin Thế giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Từ khóa bóng đá Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất ở Hàn Quốc, Thái Lan. Trận chung kết SEA Games 30 vừa qua giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia đã thu hút nhiều cổ động viên ở châu Á. Bóng đá Việt Nam là từ khóa đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm của Google Hàn Quốc trong ngày 10 tháng 12. Cụ thể, từ khóa này nhận được hơn 100.000 lượt tìm kiếm, tăng kỷ lục so với mức vài ngàn đến vài chục ngàn lượt ở những ngày trước, theo Zing. Bên cạnh bóng đá Việt Nam, người Hàn Quốc còn tìm kiếm những từ khóa khác như huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam, trực tiếp bóng đá Việt Nam. Những bài viết về trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia trên các trang báo tại Hàn Quốc thu hút được sự quan tâm của độc giả nước này. Dưới các bài viết đều có nhiều comment chúc mừng huấn luyện viên Park và đội tuyển Việt Nam. Hàn Quốc lập nhóm điều tra 160 sinh viên Việt Nam mất tích. Cơ quan xuất nhập cảnh Hàn Quốc và đại diện Bộ Giáo dục nước này đã cử một nhóm công tác xuống Đại học Quốc gia Incheon sau vụ 164 sinh viên nước ngoài, trong đó có 160 người Việt Nam mất liên lạc bí ẩn trong suốt 15 ngày, theo Korea Jongang Daily. Cơ quan xuất nhập cảnh Hàn Quốc ngày 9 tháng 12 thông báo tung tích của 164 sinh viên nước ngoài nhập học Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc của Đại học Quốc gia Incheon hiện vẫn là bí ẩn. Trước đó, Korea Times cho hay 160 sinh viên Việt Nam đang theo học tiếng Hàn tại trường đã không đến lớp trong 15 ngày. Tuy nhiên, Korea Jongang Daily dẫn thông báo của đại học nói trên cho biết có 160 trên 164 sinh viên nước ngoài mất tích là người Việt Nam. Trung Quốc tung chiến dịch chống lại các thế lực nước ngoài can thiệp Hồng Kông. Các nhà ngoại giao Trung Quốc đang thực hiện một chiến dịch quan hệ công chúng quyết liệt để chống lại sự chỉ trích quốc tế gay gắt về cách họ giải quyết cuộc khủng hoảng Hồng Kông. SCMP cho hay, các chuyên gia ngoại giao tin rằng việc các đặc phái viên Trung Quốc tăng cường hoạt động cho thấy ưu tiên hàng đầu của họ là ngăn chặn việc quốc tế hóa sâu rộng những gì mà Bắc Kinh gọi là công việc nội bộ của mình, sau khi Washington thông qua hai đạo luật ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người tiền nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị Dương Khiết Trì đã tiên phong tấn công cái mà Bắc Kinh gọi là sự can thiệp của nước ngoài. Khi Úc, Canada và châu Âu tham gia cùng Mỹ lên tiếng ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Nước Anh bước vào cuộc bầu cử sớm để quyết định số phận Brexit. Cử tri Anh ngày hôm nay 12 tháng 12 sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sớm nhằm hoàn tất sớm cuộc ly dị phức tạp giữa nước này với Liên minh châu Âu. Theo hãng tin Reuters cho hay, nếu thắng trong cuộc bầu cử này, Thủ tướng đương nhiệm Boris Johnson sẽ có điều kiện thuận lợi để thực thi Brexit. Trái lại, nếu ông Johnson mất ghế Thủ tướng, nước Anh có thể phải tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân khác về Brexit, mà kết quả rất có thể sẽ đảo ngược quyết định EU của cuộc trưng cầu dân hồi mùa hè năm 2016. Thủ tướng tạm quyền Pedro Sanchez được chỉ lệnh thành lập chính phủ mới. Ngày 11 tháng 12, vua Tây Ban Nha Felipe Đệ Lục đã chỉ định Thủ tướng tạm quyền Pedro Sanchez thành lập chính phủ mới, mặc dù ông Sanchez thiếu sự ủng hộ của các đảng khác để có được đa số tuyệt đối tại Hạ viện, theo Thông tấn xã Việt Nam. Phát biểu với báo chí, Chủ tịch Hạ viện Tây Ban Nha Maricel Bartet cho biết, sau khi thảo luận với các đại diện của các đảng tại Cung điện Hoàng gia từ ngày 10 tháng 12, nhà vua Felipe Đệ Lục đã chính thức đề nghị lãnh đạo Đảng Công nhân Xã hội, Thủ tướng tạm quyền Sanchez thành lập một chính phủ hội đủ sự ủng hộ của nghị viện để điều hành đất nước. Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 11 tháng 12
đã thông qua một dự luật áp đặt trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ do đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria và mua hệ thống tên lửa của Nga theo VOV. Với 18 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật, đạo luật thúc đẩy an ninh quốc gia Mỹ và ngăn cản sự trỗi dậy của IS 2019. Dự luật này nhằm trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì thực hiện chiến dịch quân sự chống lại người Kurd ở Đông Bắc Syria và mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Đây là một trong các nỗ lực của Nghị viện Mỹ nhằm kêu gọi Tổng thống Trump có chính sách cứng rắn hơn đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ và Liên minh châu Âu lên án chính quyền Trung Quốc trong Ngày Quốc tế Nhân quyền. Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12, Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc và Liên minh châu Âu cùng lên án chính quyền Trung Quốc đàn áp các quyền tự do cơ bản của người dân nước này. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không thể đạt được sự tôn trọng quốc tế mà họ tìm kiếm bởi họ không tuân thủ cam kết bảo vệ các quyền tự do cá nhân, Đại sứ Hoa Kỳ Terry Branstad nói trong một tuyên bố. Vào ngày 10 tháng 12, cách đây 71 năm, Liên Hiệp Quốc đã thông qua Tuyên ngôn Quốc tế và Nhân quyền. Chính quyền Trung Quốc cũng là một bên ký kết tuyên bố. Branstad, người từng làm đại sứ kể từ tháng 5 2017, cho biết ông đã chứng kiến sự thất bại của mô hình quản trị của PRC trong việc bảo vệ các quyền tự do cơ bản của người dân như được quy định trong tuyên ngôn nhân quyền và trong luật pháp của PRC. Ông nói rằng chính quyền Hoa Kỳ vẫn rất quan tâm đến việc chính phủ Trung Quốc giam giữ bất hợp pháp các luật sư, nhà báo và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự. Ông cũng bày tỏ mối quan ngại về tự do tôn giáo ở Trung Quốc như việc bắt giữ những người theo Cơ Đốc giáo và Phật giáo Tây Tạng, đóng cửa các nơi thờ cúng của họ và ngược đãi các nhóm thiểu số Hồi giáo. Ông Terry Branstad cũng chỉ ra chính quyền Trung Quốc lợi dụng các quyền tự do ở phương Tây nhưng lại vi phạm quyền tự do của người dân trong nước. Các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Hoa Kỳ sẵn sàng sử dụng truyền thông xã hội của Hoa Kỳ để nhắm tới công chúng Mỹ, trong khi các nền tảng truyền thông xã hội này cũng như các bài đăng của chúng tôi trên truyền thông PRC lại bị kiểm duyệt tại Trung Quốc. Trong một tuyên bố vào ngày 10 tháng 12 của phái đoàn EU tại Trung Quốc đã nêu tên hơn 10 luật sư và các nhà hoạt động Trung Quốc bị kết án giam giữ, bị quản thúc tại gia. Tất cả các bị cáo hình sự phải được xét xử công bằng, được quyền tiếp cận với luật sư mà họ chọn, được tiếp cận hỗ trợ y tế và các thành viên gia đình họ, và không nên bị buộc tội một cách cưỡng bức và công khai, bị tra tấn hoặc các hình thức ngược đãi khác. Tuyên bố cho biết và hy vọng Trung Quốc sẽ chấm dứt các hành vi như vậy. Như trường hợp của luật sư Dư Văn Sinh ở Bắc Kinh, ông bị bắt giam vào tháng 1 năm 2018 vì đã lên tiếng bảo vệ cho những người tập pháp luân công bị đàn áp ở Trung Quốc và lên tiếng binh vực các luật sư nhân quyền bị bắt giữ khác. Bà Hứa Xin, vợ của luật sư, nói rằng ông đã bị xét xử bí mật vào ngày 9 tháng 5 với tội danh kích động lật đổ chính quyền nhà nước, nhưng bà hoàn toàn không được thông báo về buổi xét xử. Phóng viên Christopher Sherman nói, đã tới lúc Mỹ cho tàu chiến dừng chân ở cảng Đài Loan thay vì đến Hồng Kông. Trung Quốc đã đình chỉ chuyến dừng chân của tàu hải quân Mỹ tới Hồng Kông vào tuần trước, sau khi Tổng thống Trump ký thông qua đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông. Lại một lần nữa, Bắc Kinh lợi dụng chuyện này để làm đòn bẩy ngoại giao. Đây là cách mà Trung Quốc đã từng chơi, phóng viên Christopher Sherman viết trong một bài bình luận trên Washington Times. Vào năm 2007, các gia đình của các thủy thủ trên tàu sân bay USS Kitty Hawk đóng quân tại Nhật Bản
không đến được Hồng Kông bằng đường thủy mà phải bay tới để ăn mừng lễ tạ ơn cùng gia đình. Chỉ vì Trung Quốc hủy chuyến dừng chân của tàu vài giờ trước khi tàu cập cảng. Một trong những lý do khiến Bắc Kinh không cho tàu Mỹ cập cảng là vì chính quyền Tổng thống Trump đã bán vũ khí cho Đài Loan. Trong mỗi vụ việc, Bắc Kinh đã xếp lùi các chuyến dừng chân tại cảng Hồng Kông lại một vài tháng một cách cương quyết. Theo Christopher Sherman, Washington không cần sử dụng cách chơi tương tự mà phải dùng biện pháp mạnh tay hơn. Đã đến lúc Mỹ từ bỏ các chuyến dừng chân của tàu Mỹ tại Hồng Kông, tái lập các chuyến dừng chân ở Đài Loan. Hạm đội 7 của Hoa Kỳ đã triển khai các chuyến tàu chuyển tiếp đến châu Á, mỗi năm thực hiện trung bình 200 chuyến dừng chân trên toàn khu vực. Mặc dù không có chính sách chính thức nào cấm các chuyến tàu dừng chân tại Đài Loan, nhưng không tàu nào trong số đó cập cảng của Đài Loan. Tuy nhiên, trước khi Washington chuyển đổi ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh vào năm 1979, các tàu hải quân Mỹ thường xuyên ghé cảng Đài Loan. Tới nay có thể là một thời điểm thích hợp để tái lập lại truyền thống này, theo Christopher Sherman. Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2018 quy định rằng Hoa Kỳ nên xem xét lại tính thích hợp và tính khả thi của việc tái lập các cuộc trao đổi thăm cảng giữa Hải quân Mỹ và Đài Loan. Các tàu nghiên cứu của Hải quân đã đến thăm Đài Loan, tuy nhiên chưa có chuyến thăm nào của tàu tuần dương và các tàu khu trục tượng trưng cho lý tưởng và sức mạnh của Hải quân Mỹ. Một tàu chiến Mỹ đến Đài Loan có thể đạt được một số mục tiêu. Ở cấp độ cơ bản, chuyến dừng chân cho phép các thủy thủ của cả Mỹ và Đài Loan trao đổi hoạt động chiến thuật, tác chiến, xây dựng các nhóm phối hợp đặc biệt trong trường hợp Hoa Kỳ đến bảo vệ Đài Loan, chống lại sự xâm lược của Trung Quốc trong tương lai. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.